Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Minh Kha, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa đậu visa đi du học Úc cách đây được khoảng 3-4 ngày gì đó. Cảm giác bây giờ mình rất là hạnh phúc và rất là vui khi được cái visa đó. Thì khi có visa mình có một số kinh nghiệm chia sẻ cho các bạn. Làm hồ sơ thì như bên cái tên đại dương đã hướng dẫn thì mình chỉ cần chuẩn bị đủ hồ sơ bên công ty hướng dẫn thôi, là đến lúc nộp visa thì mình chỉ chờ kết quả. Và nếu mà có phỏng vấn thì bên tên đại dương cũng đã hướng dẫn cho mình những câu hỏi để cho mình chuẩn bị sẵn, cho mình trả lời những câu hỏi cho để đậu visa. Còn mình với mình thì mình cũng nằm trong xác suất phỏng vấn visa phỏng vấn, nhưng mà do hồ sơ của mình ổn nên được bác vào phần phỏng vấn đó. Đó là một số kinh nghiệm mình chia sẻ cho các bạn. Mình chọn đi du học này thì bởi vì có một số bạn bè đang du học bên đó, và Úc thì nó cũng gần Việt Nam, và mình cũng có người ông và người bác bên đó, nên mình cũng qua để thí dụ mà có chuyện gì sơ xuất thì mình còn có thể nhờ vào bác hoặc bạn bè mình. Còn những Mỹ hay nước khác thì mình không có người thân nhiều, nên mình cũng không dám để qua đó vương trải một mình nhiều hơn. Khi bố mình sẽ học vào trường TEP, vào ngành công nghệ thông tin, và ngành của mình chuyên về ngành an ninh về hệ thống mạng. Một số lý do để mình chọn trường TEP vì thông tin mình tìm hiểu được trên mạng, và một số người bạn mình ở bên Úc thì đang du học thì họ nói trường TEP họ dạy nghề ra rất là chắc, nên và cái ngành IT của mình thì cần phải chắc vững chắc tay nghề, và kiến thức thì cũng cần 50, và tay nghề là đa số là chiếm chọn cái kỹ năng của mình, nên mình muốn chọn trường TEP vì nó sẽ dạy cho mình các kỹ năng tốt hơn, và TEP có nhiều kinh nghiệm về dạy các kỹ năng thực tế, như là những họ luôn update những thông tin mới ở ngoài xã hội để họ đưa vào những bài giảng của họ, nên với ngành công nghệ thông tin thì mình sẽ học tốt hơn nếu họ học ở trường TEP. Với cá nhân em làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì các anh chị rất nhiệt tình và hỗ trợ hết mình, và các thao tác của Tân Đại Dương làm rất là nhanh gọn lẹ, nên vừa có hồ sơ là họ bắt mình làm đủ hồ sơ hết để đi có visa trong thời gian ngắn nhất, để cho kịp thời gian của mình với lịch học với cái offer bên trường. Mình có một số lời khuyên cho các bạn là nên tự tin vào cái hồ sơ của mình và nên nghe các hướng dẫn của các chị ở Tân Đại Dương, vì họ đã có kinh nghiệm nhiều trong cách làm hồ sơ, nên họ sẽ hướng dẫn các bạn hết mình, và các bạn nên nghe theo họ và làm theo để cho mình có một cái visa tốt nhất trong tay và sớm nhất. Chúc các bạn sẽ thành công và có visa sớm nhất với những nước mình mong muốn.